Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 8, vì sao Tổng Trọng sẽ chơi sát ván, một mất một còn với Thủ tướng Chính. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8, khóa 13, dự kiến sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 10 năm 2023. Với nội dung sẽ tập trung để bàn về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14, sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đây là một cơ hội để cho các phe phái lao vào đấu nhau kịch liệt. Thông tin hành lang cho biết khả năng rất cao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức nghỉ khi kết thúc nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 với lý do tuổi đã quá cao, tức là 82 tuổi, và đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tục bao gồm các khóa 11, 12 và 13. Điều đó đã trái với quy định và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới thạo tin cho biết Tổng Trọng hoàn toàn không muốn nghỉ vì lý do. Trên cương vị Tổng Bí thư hơn chục năm, ông Trọng đã gây thù chuốc oán và cũng lắm oán trái. Việc đó không chỉ ở Việt Nam mà chính trường ở các quốc gia độc tài toàn trị khác đều có quy luật bất thành văn rằng cá ăn kiến rồi có ngày kiến lại ăn cá. Ông Tổng Bí thư chọn người tham vọng quyền lực vào Ban chấp hành Trung ương. Đó là lý do vì sao hơn ai hết, ông Tổng Trọng hiện nay đang ở trong tâm trạng hết sức lo sợ. Đó cũng là lý do vì sao có những nguồn tin khả tín cho biết ông Trọng cố gắng giữ lại quan hệ thật tốt với Bắc Kinh. Với hy vọng nếu có biến, ông Tổng Trọng sẽ tiếp bước ông Hoàng Văn Hoan để mà sống nhờ những ngày cuối đời ở đất nước phương Bắc, nơi ông Tập hiện nay đang là chủ tịch của Trung Quốc. Vì lo sợ nên vào những ngày tháng cuối cùng còn lại trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng quyết tâm phải xây dựng được một ekip lãnh đạo toàn tâm toàn ý với mình. Đó là một bộ chính trị với 2/3 hoặc cả 4/4 nhân vật tứ trụ của Đại hội 14 phải là người của ông Trọng. Vì phải như thế, Tổng Trọng mới có thể ăn ngon ngủ yên trong những ngày cuối đời của mình. Một cái gai trong mắt ông Trọng trước đây đã bị nhổ. Đó chính là cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bảy Phúc can tội không thèm giấu giếm tham vọng giành chiếc ghế Tổng Bí thư từ ông Trọng. Từ trước, trong và sau đại hội lần thứ 13, ông Phúc đã chuẩn bị bất kể ông Trọng nghỉ hay không. Chính Bảy Phúc là kẻ đã đầu têu kiên quyết không chấp nhận người kế cận ghế Tổng Bí thư trước đại hội 13 là Trần Quốc Vượng. Đó là lý do vì sao ông Trọng quyết định cứ ngồi lì lại chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội 13 mà không giao cho Bảy Phúc. Thực ra, tham vọng trở thành Tổng Bí thư ở các lãnh đạo cao cấp từ tầm ủy viên Bộ Chính trị trở lên là điều cần khuyến khích. Bởi đã là chính khách, ai mà không có tham vọng vươn tới chiếc ghế quyền lực nhất đây. Đúng ra, lãnh đạo Việt Nam không ai không có tham vọng làm Tổng Bí thư, vì nếu không, nói như giáo sư Ngô Bảo Châu thì chỉ có bọn không bị thần kinh cũng dở hơi. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nắm tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 7. Hai người tỏ ra thân thiện, nhưng thực tế thì không phải. Vậy mà ông Tổng Trọng lại coi tham vọng đó là đặc quyền của ông ta mới được. Sợ tới mức dọa bóng dọa gió những điều cực kỳ vô lý như sẽ không đưa vào Trung ương những ai có tham vọng quyền lực cũng như tham nhũng. Nói như thế nghĩa là ai muốn ngồi đến chiếc ghế Tổng Bí thư thì phải ngang bằng phạm tội tham nhũng, mức án lên đến tử hình hay chung thân hay sao? Đó là lý do mạng xã hội đã đặt câu hỏi. Cái thằng sợ mất ghế nhất là Tổng Bí thư như ông Trọng. Vậy thì có đối tượng có tham vọng quyền lực hay không? Và nếu thế, người không đưa vào Trung ương đầu tiên phải Long Trọng, chứ còn ai nữa đây? Thiên hạ bàn luận như vậy. Đến nay, mượn việc xin thôi chức chủ tịch của ông Bảy Phúc thì trách nhiệm chính trị vì cấp dưới có hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam có biểu hiện sai phạm. Nếu loại được Phúc rồi thì Trọng cũng bớt chứ vẫn chưa hết lo hẳn, và ông ta luôn tìm mọi cách để hạ tiếp các đối thủ khác. Và bây giờ, cái gai thứ hai
mà ông Trọng quyết tâm phải nhổ, và phải nhổ cho bằng được. Không ai khác, chính là ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khác với Bảy Phúc, từ trước tới nay, ông Thủ tướng Chính không có biểu hiện nhòm ngó chiếc ghế Tổng Bí Thư, vì ông Chính thừa biết có thách thì Trọng cũng chẳng giữ nổi và ngồi tiếp chiếc ghế rồng. Với tuổi cao sức yếu hiện nay, có cho thì Trọng cũng đành chịu. Vậy vì sao ông Tổng Trọng lại thù Thủ tướng Chính và thù từ bao giờ? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Khác với những người tiền nhiệm, Thủ tướng Chính vốn đi lên từ tướng tình báo của Bộ Công an Việt Nam và có bày dày kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Nên chiêu của ông Chính là chơi sách lược cản, tức là chở. Nghĩa là cứ đồng chí nào để ông Tổng Trọng nhắm vào để trở thành nhân vật kế nhiệm, lập tức nhân vật đó sẽ nhận được tin nhắn bóng gió kiểu những sai phạm lộ ra là chết người. Như Chủ tịch Vương Đình Huệ là một ví dụ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc IC, là một người rất thân cận với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng cái vết nhơ duy nhất của Thủ Chính là tội công khai mây mưa với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thời làm bí thư tại Quảng Ninh. Ở Việt Nam, các doanh nhân bắt tay làm ăn với các quan chức là điều phổ biến. Thử hỏi có ai không tham nhũng không? Không bắt tay với thông thầu thì đâu ra chênh lệch để mà đút lót tiền chục tỷ, trăm tỷ và còn hơn nữa để mà lên chức. Theo giới thạo tin, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người của phe Bộ Quốc phòng, song lại có cái gai trong mắt của phe đảng, cần phải loại bỏ. Vì lý do miếng bánh tiền hoa hồng từ các hợp đồng mua vũ khí đã bị Chính và Nhàn cùng với phe cánh trong quân đội hớt tay trên, khiến cho Lương Cường và Tổng Trọng mất ăn, mất ngủ. Chuyện còn rất dài, mời quý vị xem tiếp các phần sau thì sẽ rõ. Cuộc chiến cung đình trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 và nhân sự ban lãnh đạo của Đại hội 14 sẽ bao gồm những ai? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hội nghị Trung ương 8 vì sao Tổng Trọng sẽ chơi sát ván một mất một còn với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế Trung Quốc sụt giảm bởi sự độc đoán chuyên quyền gia tăng. Bài học cho Việt Nam. Lâu nay, giới phân tích kinh tế tài chính thế giới có quan điểm chung gần như tuyệt đối về đánh giá những thành tựu phát triển đáng kinh ngạc của nền kinh tế Trung Quốc sau gần 40 năm, mà thể chế chính trị độc đảng ở Trung Quốc được xem là một lợi thế. Vào năm 1978, Trung Quốc áp dụng phương châm thực dụng của Đặng Tử Bình rằng mèo trắng, mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Với phương châm thực dụng này của họ Đặng, đất nước Trung Quốc dường như được thổi vào một luồng sinh khí mới. Chỉ sau gần 30 năm từ một quốc gia nghèo đói, ăn không đủ, vậy mà Trung Quốc đã vươn lên nhanh chóng và trở thành một cường quốc kinh tế, bám sát nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mức độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc liên tiếp trong nhiều chục năm luôn ở mức 9% mỗi năm, nhiều năm có thành tích tăng trưởng ở mức 2 con số. Điều đó đã thay đổi nhanh chóng bộ mặt và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Thậm chí cách đây chưa lâu, nhiều chuyên gia kinh tế danh tiếng vẫn lạc quan đánh giá kinh tế Trung Quốc đang đuổi kịp, thậm chí sẽ vượt Mỹ. Bài báo trên trang The Economist. Vậy mà, The Economist vào ngày 24 tháng 8 có bài viết rằng tại sao nền kinh tế Trung Quốc sẽ không thể phục hồi. Khi cho rằng một chính quyền của Trung Quốc ngày càng chuyên quyền và độc đoán đang phạm phải những sai lầm rất nghiêm trọng. Bài viết đưa ra kết luận đáng ngạc nhiên, khác hẳn với những đánh giá của giới phân tích từ trước đến nay, bởi lâu nay người ta vẫn cho rằng thể chế chính trị độc đảng và sự chuyên quyền của chính quyền Trung Quốc là một lợi thế, thậm chí là một nhân tố quyết định không thể thiếu trong sự thành công của kinh tế đại lục từ năm 1979 cho đến nay. Cũng bởi từ sau khi Bắc Kinh quyết định đưa Trung Quốc hội nhập vào kinh tế thế giới vào năm 1978, ngay sau đó không lâu, Trung Quốc đã trở thành câu chuyện huyền thoại. Bởi sự tăng trưởng ngoạn mục nhất trong lịch sử đã đưa gần 800 triệu người Trung Quốc thoát khỏi
đói nghèo. Vào thời điểm năm 1950, sức sản xuất của Trung Quốc chỉ bằng 1 phần 10 so với Mỹ. Vậy mà vào năm 2020, nền kinh tế của Trung Quốc đã có quy mô tương đương với 3 phần 4 nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng giờ đây, nền kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu đáng báo động. Theo tờ báo The Economist, vào cuối năm 2022, sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã quyết định từ bỏ chính sách Zero Covid mà Bắc Kinh vẫn kiên trì theo đuổi từ khi bùng dịch. Vì họ nhận ra rằng đó chính là nguyên nhân khiến cho việc chống dịch thất bại. Tuy nhiên, đáng lẽ nền kinh tế Trung Quốc quay trở lại con đường tăng trưởng như trước đó, thì nay mọi chuyện đã khác xưa. Sự sụt giảm bất thường của nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cả năm ước tính sau quý 2 năm 2023 chỉ còn có 3,2%. Đây là con số gây bất ngờ và là nỗi thất vọng to lớn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cụ thể, chi tiêu của giới tiêu thụ, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu đều giảm, và trong khi đó phần lớn thế giới phải chống chọi với tình trạng lạm phát quá cao, thì Trung Quốc gặp phải vấn đề ngược lại với thế giới là giảm phát. Một số chuyên gia kinh tế thế giới đã đưa ra cảnh báo rằng nếu Trung Quốc để tình trạng giảm phát kéo dài sẽ làm cho nền kinh tế Trung Quốc thụt lùi và tăng trưởng âm. Trung Quốc đã và đang phải chịu rất nhiều vấn đề sâu sắc hơn về các việc liên quan đến các quy luật kinh tế thường thấy, mà nguyên nhân của nhiều thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc hiện nay xuất phát từ việc hoạch định chính sách kinh tế đang trở nên tồi tệ hơn sau khi ông Tập Cảnh Bình theo đuổi chính sách tập trung mọi quyền lực theo lối tập quyền độc đoán. Điều đó thể hiện trong đại dịch COVID-19, Trung Quốc kiên định với chính sách chống dịch độc đoán Zero Covid. Sự trái quy luật này cũng là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế nước này. Giới phân tích còn chỉ ra những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy ông Tập Cảnh Bình tin rằng Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột kinh tế và rất có thể là cả quân sự kéo dài với Hoa Kỳ. Đó là lý do trước, trong và sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, ông Tập Cảnh Bình đã tập trung mọi quyền lực vào tay cá nhân mình và thay thế các nhà kỹ trị bằng những người kém năng lực hơn nhưng trung thành với chế độ cũng như với cá nhân ông ta. Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng. Vẫn theo tạp chí The Economist, các lãnh đạo phương Tây lâu nay tin rằng kinh tế Trung Quốc phát triển sẽ kéo theo và thúc đẩy giá trị dân chủ cũng như quyền tự do cá nhân ở nước này. Nhưng trên thực tế, nó không phải như người ta đã lầm tưởng. Câu hỏi liệu chế độ chuyên chế độc đoán có gây thiệt hại cho nền kinh tế hay không? Với Trung Quốc, câu trả lời chắc chắn là có. Rõ ràng, sau 4 thập kỷ tăng trưởng chóng mặt, Trung Quốc đang bước vào thời kỳ suy giảm. Tương tự ở Việt Nam, với xu thế kinh tế tăng trưởng, thì chính quyền Hà Nội càng siết chặt các quyền tự do cá nhân, cấm đoán các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Bất chấp quy luật của các quốc gia phát triển phải đặt trên 3 trụ cột chính là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường hoàn chỉnh và sự hoạt động rộng khắp của các tổ chức xã hội dân sự. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, chính quyền đã và đang trấn áp, triệt hạ thẳng tay các cá nhân tổ chức xã hội dân sự đang nỗ lực thúc đẩy cho sự phát triển của đất nước. Việc hàng loạt các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực như môi trường đã bị đóng cửa, lãnh đạo các tổ chức này bị khởi tố, bị bắt giam với tội danh ngụy tạo như trốn thuế là bằng chứng. Cùng với việc nhà nước cảnh sát ở Việt Nam đàn áp không khoan nhượng đối với hàng loạt người lên tiếng hay đấu tranh cho vấn đề dân chủ, nhân quyền, họ đã bị bắt giam, bị truy tố những bản án nhiều năm tù theo các điều luật mập mờ như 331, 117 Bộ luật hình sự năm 2013. Điều đó cho thấy chính quyền Hà Nội đang dùng quyền lực của Đảng để xóa bỏ sự cởi mở vốn dĩ đã có ít ỏi trước đây, để gia tăng sự độc tài toàn trị tại Việt Nam. Họ hãy nhìn sang Trung Quốc để rút ra bài học, vẫn còn chưa muộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Kinh tế Trung Quốc sụt giảm với sự độc đoán chuyên quyền gia tăng, bài học cho Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.